Chào các bạn, trong video này á, mình sẽ giải thích cho một bạn xem kênh YouTube của mình á. Bạn ấy hỏi á, là cái đèn của bạn đó bị nhấp nháy, bị ban mà bị nhấp nháy các bạn, nhấp nháy liên tục. Mà các bạn xem một số trên YouTube các bạn, xem người ta nói là cái tụ lọc nguồn á, nó thấy kiểm tra thấy cái tụ bị phù các bạn, phù lên, bị phồng lên đó. Thì mới thay nha các bạn. Nếu mà cái tủ nó bình thường thì không cần thay. Cái đó là điều sai hoàn toàn nha các bạn. Mình hướng dẫn các bạn đó phải tháo nguyên tủ ra. Tháo tủ ra khỏi bo led driver để mà kiểm tra. Như vậy mới đảm bảo nha các bạn. Đây. Các bạn nhìn thấy nè, đây là cái đèn tiếp led T8 nha. Cái bo nguồn là bo led driver của nó nha các bạn. Mạch led driver này là cung cấp điện áp cho nguyên dãy led của đèn led tiếp led T8 nha các bạn. Tương tự á, trong cái bóng đèn led bulb nè, led bulb này thường các bạn hay dùng trong gia đình đó, cũng có tương tự như vậy nha, cũng có cái bo nguồn led driver như thế này. Xem nếu mà xài cùng công suất các bạn có thể xài chung được nha các bạn. Các bạn lấy cái đèn tiếp led T8 nè, các bạn sàn qua cũng được nha. Nhưng mà kiểm tra công suất cho mình nha. Đây là đèn led bulb. Còn một cái nữa là đèn led âm trần các bạn. Led âm trần này cũng hay bị hư nha. Đây là led âm trần. Nó gắn trên trần nha các bạn, nhất là trần thạch cao quá, nhà nào mà ấy. Đây là cái bo nguồn led driver của nó nha các bạn. Cái cấu tạo của cái nguồn led driver của cái led âm trần này các bạn, nó cũng bình thường ha, nó cũng giống như một số cái nguồn led driver của cái đèn tiếp led T8 hoặc led bulb nha các bạn. Đây để mình tháo ra. Cái nguyên nhân mà do cái đèn led bị nhấp nháy các bạn, thì phần lớn là do tụ nguồn nha các bạn. Tụ nguồn mà các bạn kiểm tra, tại vì cái linh kiện bên trong á, nhất là cái tụ lọc nguồn B cộng á, cái đường mà 300 đến 310 volt DC sau chính lưu á, là cái tụ đó hay rất hay bị phù nha các bạn. Bị phù là mình thay là hiển nhiên rồi nha. Phù các bạn kiểm tra mà thấy tụ bị phù á, các bạn thay là điều hiển nhiên rồi. Nhưng mà trường hợp một số tụ á mà các bạn kiểm tra nhìn thấy bằng mắt á, không bị phù, mà các bạn cứ khẳng định là cái đó là tốt là sai nha các bạn. Hoàn toàn sai nha. Đây đó bo nguồn led driver nha các bạn. Cho cái đèn led âm trần nha. Đây là một cái trường hợp mà tụ bị phù nha các bạn. Đây nè, nó làm cho cái đèn led nhấp nháy, tụ bị phù mà, các bạn nhìn thấy không, nó phù lên nè, nó phù lên rồi. Cái này đều bắt buộc là mình phải thay nha các bạn. Tại vì các bạn xài, cố gắng mà xài có khả năng nó nổ tụ nha các bạn, nổ tụ. Cái tụ này tụ gì mà cái tụ này tụ hóa nha. Cái tụ hóa, cái cấu tạo tụ hóa là có hai cái lớp điện cực bên trong nha các bạn, âm dương á. Cái này tụ là tụ này tụ phân cực nha các bạn. Phân cực nè, có cực âm cực dương nè, cái này là cực âm nè, còn không đánh dấu gì á là cực dương nha các bạn. Tụ này tụ hóa ha. Bên trong thì có hai điện cực mà ngăn cách giữa hai có đó là một lớp điện môi nha các bạn. Cái điện môi á là không dẫn điện nha các bạn. Đây các bạn kiểm tra nè, cái tụ này tới bị phù chắc chắn phải thay rồi, từ nguồn á, sau chính lưu á các bạn. Đây là cái con IC chính lưu nè, cái con 8 chân lại con IC nguồn xung nè, còn cái tụ là tụ lọc nguồn sau chính lưu nè các bạn. Đây phải thay ha. Còn một trường hợp á, khi mà các bạn xài, tôi cố xài cái tụ này các bạn, cái tụ này mà cố xài nó sẽ bị phù, nó bị nổ nha các bạn.
nhiều khả năng nó bị nổ ha. Nó phù với lại cái khả năng mà nạp xả điện các bạn, nó không còn nữa nha các bạn. Đây, đây là trường hợp cái tụ các bạn, nó bị phù lên nè các bạn, thấy không? Cái tụ này nè, nó bị phù lên nè các bạn, nó phù lên nè, nó phù lên bên trong các bạn. Đây là tụ có giá trị là 470mm nha các bạn, 16V ha. Là bên trong á có hai điện cực, nhưng mà bên trong cái lớp điện mô nó là giấy nha các bạn. Đây nè, các bạn nhìn thấy không, cái này cái vỏ ngoài ha, này giấy hoàn toàn nha các bạn, lớp điện mô của nó là hai giấy nha. Rồi, hai cái lớp điện cực nha các bạn, điện cực bên trong có cái gì giấy là điện mô để bao bọc để cách điện nha các bạn. Cái tụ này phân cực nha các bạn, đây nè, có cực tính đàng hoàng, cực cái này cực âm nè, cái này cực dương nè, không đánh dấu được cực dương, có hai chân các bạn, mình căn cứ hai chân ha. Đây nè, chân nghe chữ âm nè, cái này chân dương nè. Tụ hóa là tụ phân cực nha. Còn một số cái tụ trên thị trường cũng có loại hai, nó phân biệt hai loại, một loại là một tụ phân cực, phân cực là có cực tính nè, có cực tính âm dương nè, cái này có cực âm nè, còn cái cực bên này dương. Còn một loại tụ là không phân cực nha các bạn, là các bạn muốn mắc đầu này chiều nào thì mắc trên mạch điện tử á. Còn cái này là các bạn phải mắc đúng chiều nha, đúng rồi, chân âm ra chân âm, chân dương ra chân dương. Cái chức năng của tụ á, đó là đối mạch trong bo mạch led driver các bạn, là cái chức năng lọc điện nha các bạn, lọc nguồn á, lọc nguồn sau chính lưu á, nó chức năng lọc nguồn sau chính lưu á. Nên một số bạn á nha, đây nè, một số bạn cứ thấy cái tụ ở phía trên này nè các bạn, nó không có bị phù lên, để các bạn khẳng định là cái tụ này là tốt là sai nha các bạn. Nên mình cứ khuyên các bạn á, các bạn cứ tháo tụ ra nha, dùng mỏ hàng á, các bạn dùng mỏ hàng, các bạn xả tụ chân tụ ra mà các bạn đo ha, đo kiểm tra coi cái tụ nguồn này á nó còn tốt hay không các bạn. Ở đây có mấy cái tụ nguồn á trên cái led driver của các bạn á, có bao nhiêu cái tụ nguồn các bạn thay kiểm tra nha, tại vì cái linh kiện này trên bo này có rất ít, có vài con thôi. Như chơi cái bo led driver này chứ có 3 con thì các bạn tháo ra, nhưng mà kiểm tra, tại vì cái con này, cái con ít này, cái con này con tụ lọc nguồn cho cái con IC này các bạn, IC là nó ít hơn nha, chỉ có 2 con tụ cái con tụ nguồn chính nè, cái con tụ sau chính lưu á là nó hay bị phồng nhất, hay bị hư nhất. Còn cái con tụ mà bên đây nè các bạn, đây nè, có con tụ đẹp nó ra các bạn thấy không, 250V 3.30, đây nè, đây là cái con, đây con tụ thứ hai, nó khả năng nó hư các bạn, hư nó ra, nó gây ra ban là cái bóng đèn của kỳ, bóng đèn tiếp led nè, tiếp led T8, rồi đèn led bup hoặc là led âm trần á, là nó bị nhấp nháy là do một trong hai con tụ này nha các bạn. Nếu các bạn kiểm tra hai tụ này, tại vì các bạn phải dùng cái phương pháp loại trừ là khi mà cái đèn led còn nhấp nháy á là chắc chắn chiếc led nó còn sáng là ok. Còn lại á, các bạn khoanh vùng còn lại là chỉ còn cái bo nguồn led driver này hư thôi. Đảm bảo các bạn là led driver này hư ha. Rồi các bạn kiểm tra nhất là mấy cái tụ này các bạn. Đây là tụ lọc nguồn 300, sau chính lưu 300V DC à. Còn cái thứ hai, cái tụ VR nó ra nè các bạn. Cái điện áp khá lớn nha các bạn. Cái điện áp của nó là 200V nè, 250V nè. Mà cái điện dung của nó 330. Các bạn có kiểm tra hai cái tụ này lớn nhiều khả năng nhiều nhất nha các bạn. Còn cái nguồn này ít hơn nha các bạn, nguồn cấp cho IC nè, cái tụ này ít hơn nha, nhưng mà các bạn kiểm tra chú ý là hai cái tụ này cho mình kiểm tra, phải các bạn tháo ra, các bạn tháo ra khỏi bo luôn mà các bạn đo ha. Các bạn dùng một cái đồng hồ đây nè, ở đây á mình dùng đồng hồ kim nha các bạn, đồng hồ kim mình do dễ kiểm tra. Đối với cái tụ
phân cực đó các bạn, phân cực âm dương á. Và các bạn vặn tháng đo nhân 100 cho mình nha, 100 ohm ha. Các bạn có thể vặn xuống các bạn. Ở cái này này có thể tùy theo các bạn. Tùy các bạn có thể vặn xuống có 10 với nhân 10 hoặc nhân 1 nha các bạn. Nhân 10 với 1 cái là tùy ý ha. Coi các bạn có thể kim nó nhích lên mà mình thấy rõ, kim nó sẽ nhích lên nó nạp xả các bạn, tụ á nạp xả. Nó tăng lên mà nó giảm xuống nha, tăng lên giảm xuống mà chú ý là về không nha các bạn là ok nha. Rồi chúng ta bắt đầu kiểm tra nha các bạn, bắt đầu lo nha. Đối với những cái tụ mà tụ phù phù á các bạn, nó phù lồi lên đây nè, cái điều chắc chắn là các bạn phải thay vậy á. Cái này khỏi phải bao hàng cãi nha, phải thay chắc chắn rồi. Tại vì cái lớp điện môi bên trong á các bạn, cái lớp giấy bên trong á có khả năng nó ấy là nó nổ như nổ tụ nha các bạn. Đây nè, những trường hợp này nè, nó phù lên rồi các bạn, cái khả năng hoạt động á nó đã kém rồi, còn hoạt động cho thời gian lâu dài nó nóng lên đó các bạn, chắc chắn là cái tụ nè cái trong phù á là nó nóng lên rồi, nó nóng lên nó sẽ nổ nha các bạn, nó nổ lên cái nó nguy hiểm nha. Cái này nè cái trường hợp là nó bị phù nè thì nó bị nổ tụ luôn nè các bạn, nổ bay lớp giấy đi lớp điện môi ra cách điện luôn nè. Mà nếu như từng phù á là các bạn phải thay hết cho mình nha. Còn trường hợp thứ hai á, trên tay mình á sẽ có ba cái tụ này á là ok hết nha bạn. Các bạn nhìn thấy bên ngoài quan sát bên ngoài cái này là mình ấy nha, cũng là cái tụ tốt nữa, cái bằng phẳng nha bạn, nó không bị phù nữa nha. Ba các bạn cứ coi đi, ba cái tụ phù không bình thường, nó không bị phù. Nhưng mà các bạn tháo ra các bạn sẽ đo được ba cái trường hợp khác nhau nha bạn. Đây nè, cùng là cái tụ lọc tụ không phân cực hết rồi, tụ phân cực hết nha bạn. Đây là tụ lọc nguồn hết nha. Này 100 vô 47 mi. Cái này là 100 vô nè, 100 mi nè. Đều tụ lọc nguồn hết nha. Rồi 10 mi 400 vô nha các bạn. Rồi mình sẽ đo từng cái nha các bạn. Xem cái trường hợp từng trường hợp nào nó xảy ra nha các bạn. Rồi, các bạn sẽ tiến hành đo ha. Đây là cái tụ thứ nhất nha các bạn. Đây nè, cái chưa bằng phẳng nha, nó không bị gì nha, không bị lồi lõm hay gì á. Rồi, các bạn cái đo bất kỳ coi. Các bạn đảo cái đo nha. Đây là nhích nè các bạn thấy không? Kim nó nhích lên nè. Nó nhích lên và không. Thấy không? Là trường hợp này ok nha các bạn. Đây là tụ là ok nè, tụ này ok nha. Là các bạn thay được cái trong mấy tụ phù nha. Cái tụ này tốt nha. Đây nè, thấy không? Kim nó nhích lên, các bạn đã qua đo nha. Kim nhích lên với không. Đây, và là tụ này tốt nha các bạn. Bằng phẳng nha, không bị lồi nha. Còn trường hợp thứ hai. Đây nè các bạn. 47mm 100V nha các bạn. Đây này, cái tụ này các bạn. Cái này cũng lấy trên bo nha các bạn. Các bạn thấy ba bằng phẳng không, nó không bị lồi nha, không bị lồi giống như tụi bị phồng vậy nha. Nhưng mà mình đo giá trị nạp xả của tụ á thì nó sẽ khác nha. Đây nè, nó không lên kim luôn nha các bạn. Đây nè, nó hư luôn nha các bạn, cái tụ này nè. Thấy không? Mình cặp quay đo, mình đảo quay đo không, nó không nhích kim lên nha các bạn. Mình tăng cái ấy hơn, không lên luôn nha các bạn. Mình chỉnh thang đo không lên luôn nha. Không có dấu hiệu gì nạp xả vậy nha các bạn. Đây nè. Chỉnh cái thang đo nhân 1kg nha bạn, 1k nha. Các bạn thấy không? Tăng lên cũng nó không cũng không nhích nha bạn. Đó nhích lên đứng yên cái kim nha bạn. Các bạn thấy không? Nó không nạp xả như mình tụ bình thường đó, là cái tụ này hư nha các bạn. Đây là trường hợp này tụ hư luôn nha. Đây nè. Kim nó lên nó đứng im nha bạn, nó không vào không nha, là hư bị hư nha bạn.
Các bạn thấy không? Nó không giờ không luôn. Là cái tủ này hư nha các bạn. Đây nè. Các bạn thấy không? Nó không bị phù, không bị gì đó. Nó bằng phẳng giống như giống y cái tủ tốt nha các bạn. Đây là trường hợp thứ hai. Còn trường hợp thứ ba cũng tương tự như vậy. Đây nè. Trường hợp thứ ba là nó cũng không bị phù nha các bạn. Đây là kim nó kỹ luôn nè. Các bạn thấy không? Giảm về 100 luôn. Kim nó đứng luôn, đứng lên mức cao mà nó lên không ôm nha các bạn, không ôm luôn, nó chạm á. Nó không xả và không được nha các bạn. Đây nè. Các bạn thấy không? Đảo quay đo ok, cũng vậy à. Lên không ổn lại bị chạm bên trong nha các bạn. Bây giờ đây là ba trường hợp nha các bạn. Cũng là ba trường hợp mà tụ các bạn kiểm tra tụ á, thấy kiểm tra thấy tụ á nó không bị phù. Mà trong đó sẽ có một tụ tốt nha các bạn, còn hai tụ còn lại nó hư nha các bạn. Nó hư á, một là một á trường hợp á là nó ok, đây là tụ tốt nè. Còn trường hợp thứ hai là nó chạm nó vượt không luôn, là cái lớp điện môi các bạn, có cái hai cái chân âm dương nó bị chạm nhau các bạn, nó không có về không. Còn cái trường hợp thứ ba là nó sẽ lên, nó nhích mà đứng yên luôn mà. Trường hợp là nó lên kia mà nó đứng yên, nó không có về không được, để chắn nó cái đó nó bị hư nha các bạn. Là cái khả năng nạp xả nó kém quá, nó dẫn đến cái ban bệnh là nó bị đèn á, nó bị nhấp nháy, nó không còn sáng rực rỡ hay là nó sáng liên tục như bình thường nha các bạn. Nên mình khuyên các bạn á, các bạn mà sửa cái đèn nhấp nháy á thì các bạn cứ tháo thẳng mấy cái tụ ra nha. Thế nào, cái trường hợp mà đèn nhấp nháy, đèn led nháy á thì các bạn cứ mấy cái tụ, nhất là tụ nguồn nè các bạn. Tụ lọc nguồn nè. Tụ nguồn B cộng nè. 300V á. 300V đây, 310V DC các bạn tháo ra, hoặc là cái mấy tụ lọc nguồn các bạn, rồi cái tụ nguồn mở ra luôn á các bạn. Đây nè. Các bạn nhìn thấy cái tụ nè. 2.20 400V. Toàn là để áp cao nha các bạn. Mặc dù á các bạn không thấy nó phù nha, không thấy có trường hợp mà đèn, nhất là đèn nháy á, các bạn tháo bo led driver ra các bạn kiểm tra cho mình nha. Các bạn, mặc dù các bạn không thấy nó phù như mấy trường hợp này nè, không bị phù nhưng mà nó bị lỗi nha các bạn, nên các bạn cũng phải tháo ra rồi kiểm tra đo cái giá trị nạp xả của tụ á, nó nếu ok thì mới gáy vô nha. Nếu mà các bạn thấy ok thì các bạn mới gắn vào lại vô, không thì các bạn phải thay cái tụ mới nha các bạn. Tụ mới các bạn kiếm trước khi tay mới các bạn cũng đo nạp xả của tụ nha, nó ok các bạn có thay vô là nó sẽ khắc phục được, cái fix được cái lỗi mà cái đèn ban đèn mình nhấp nháy nha các bạn. Chứ bạn không phải có nhiều bạn không phải cứ biết là cái tụ này không bị phù là nó còn tốt, là sai nha các bạn. Thôi video của mình là đến đây hết nha các bạn, có gì các bạn thắc mắc gì á các bạn đã viết lại comment nha. Rồi mình sẽ hỗ trợ cho các bạn.